Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một cây hoa cầm tay màu vàng như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau. Về dụng cụ thì ở đây mình có một cây thước kẻ này, một chiếc con ta này, một cây kéo, một cây bút chì, keo dán. Keo dán thì mình sử dụng là keo nến, những cái cây bút màu nước như thế này, và về nguyên liệu thì ở đây mình chuẩn bị hai tờ giấy màu, mình có màu xanh lá và màu vàng. Bây giờ mình sẽ cắt cái tờ giấy màu vàng nhé. Tờ giấy màu vàng này thì mình sẽ cắt để làm cánh hoa. Bây giờ mình sẽ kẻ ra đây là 12 cái cánh nhé. Mình sẽ kẻ cái vòng tay ra làm cho nó dễ này. Để cái vòng tay nó hơi vuông. Đây. Sau mình sẽ dùng bút chì và thước kẻ. Kẻ ra đây 12 hình có kích thước là 3 x 5. Mình sẽ kẻ ra đây là 12 hình nha. Và mình sẽ cắt 12 cái hình này ra. Mình sẽ chia nó ra. Sau cái bên này nha. Vậy là mình đã cắt xong này. Sau khi mà các bạn đã cắt xong thì bây giờ mình sẽ gấp nó lại nhé.
Bạn sẽ gấp nó lại như thế này. Mình sẽ gấp toàn bộ cái phần giấy nó tương tự như vậy nhé. Tiếp này. Cái thứ ba này. Cái thứ tư này. Cái thứ năm này. Sáu này. Mình còn 6 cái nữa nha. Mình còn 3 cái nữa này. Bây giờ mình sẽ cắt thành cánh hoa nha. Cái tiếp theo này. Cái thứ ba này. Các bạn sẽ cắt cho mình hết tương tự như vậy nha. Cái thứ tư này. Cái thứ năm này.